Thì ấy là Phiên đánh giá rằng là ngành bán lẻ cũng là một cái ngành có được cái sự tăng trưởng sẽ rất mạnh trong cuối 6 tháng cuối này. Thì nguyên nhân đến từ đầu tiên là phải nói là cùng kỳ năm ngoái yếu đấy. Cùng kỳ cuối 2021 anh chị thấy Covid ở Hồ Chí Minh, anh chị còn nhớ lại phong tỏa toàn bộ luôn. Đúng không? Bán lẻ thì bị sụt giảm nặng nề. GDP đầu âm 5-6% cái quý 3. Đúng không? Suy giảm rất mạnh. Thì tạo nên một cái nền rất thấp. Riêng cái quý 3 này tăng cái quý 3, quý 4 này so với cái nền thì đã không cần tăng trưởng đã là khủng khiếp rồi, đúng không? Còn cái yếu tố thứ hai đó là kinh tế của chúng ta tăng trưởng mạnh. Đầu năm thì mọi người rất lo ngại là không biết năm nay được 6% không. Chính phủ đặt ra mục tiêu 6,5% tham vọng thế. Nhưng mà sau hai quý thì chúng ta bây giờ thậm chí rất nhiều bên còn kỳ vọng rằng tăng trưởng GDP chúng ta đạt 7,5 đến 8%. Đó, tăng trưởng chúng ta trở lại rất mạnh. Không có vấn đề gì cả. Đúng không? Trên thế giới họ rất khó khăn nhưng Việt Nam là một cái điểm sáng rất lớn. Đó, tăng trưởng rất mạnh và cái nội lực của chúng ta rất khỏe. Đó. Cái tăng trưởng này nó đến từ các doanh nghiệp tư nhân cũng rất nhiều, đóng góp rất nhiều. Tất nhiên là FDI họ đóng góp rất nhiều, đúng không? Khối nhà nước cũng có đóng góp nhưng mà tư nhân của mình đóng góp khủng khiếp đấy anh chị ạ. Thì theo một cái thống kê của chúng tôi thấy rằng là cái sự trưởng thành của các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam khủng khiếp. Cái tỷ lệ D trên E tức là nợ trên vốn chủ sở hữu của thị trường chứng khoán Việt Nam nhé, chia sẻ với anh chị nó còn thấp hơn ở Mỹ rất nhiều cơ đấy, chứ không phải là những cái nước phát triển nó tích lũy tư bản được nhiều mà nó dùng ít nợ vay đâu anh chị nhé, mà chính ở Việt Nam dùng ít nợ vay này, cực kỳ ít nợ vay này. Đó, cái nội lực nó rất khỏe, đó rất khỏe, từ đó làm cái tăng trưởng phát triển rất tốt, các doanh nghiệp của chúng ta vẫn liên tục đẩy đẩy mạnh mở rộng. Đúng không? Thì cái thu nhập của người dân thì đang trở lại, thậm chí rất nhiều các khối là thu nhập đã tăng so với trước Covid khá rồi. Có đấy, rất nhiều. Tôi có những anh bạn chia sẻ rằng là họ tuyển công nhân, tuyển lao động khó lắm, tuyển nhân viên bây giờ khó lắm. Đấy, rất khó. Khó tuyển hơn mấy năm trước nhiều. Đó, thậm chí họ còn treo thưởng là tuyển được người thì sẽ tặng luôn nửa tháng lương ấy cho người giới thiệu cơ. Có đấy. Đấy, thì cái việc công ăn việc làm nó phải nói là đầy đủ. Nó nhiều. Đó. Trong khi dân số chúng ta cũng tăng không nhiều nhưng mà cái số lượng công việc chúng ta hiện nay là nhiều. Thì khi mà thu nhập của người dân trở lại thì họ lại tăng cái tiêu dùng. Đúng không? Tăng tiêu dùng. Đặc biệt là các cái lĩnh vực liên quan đến trang sức chẳng hạn tăng trưởng rất mạnh nhé. Hàng tiêu dùng nhanh họ tăng trưởng mạnh, thuốc tăng trưởng mạnh. Sau Covid thì bây giờ bà con chú ý sức khỏe nhiều. Ngày xưa thì chủ yếu là thuốc chữa bệnh, thì dần dần nó sẽ dịch chuyển sang gọi là thực phẩm chức năng, đúng không? Thuốc bổ vân vân, người ta sẽ quan tâm nhiều và nó đang diễn ra như thế. Đó. Rồi là hàng điện tử thì cũng tiêu dùng cũng khá tốt, không phải xuất sắc nhưng khá tốt. Tuy nhiên có một cái mảng nó hơi kém, đó là tiêu dùng các cái điện máy, điều hòa vân vân thì có thể nó không cao bởi vì số lượng các cái khu đô thị mới đưa vào bán nó không nhiều đấy, thì nó lại phụ thuộc vào số lượng các khu đô thị, các cái nhà mới cơ. Thì khi người ta chuyển đến nhà mới thì thường người ta sắm tất cả các thiết bị mới, tivi, tủ lạnh, điều hòa vân vân đó, nhưng mà thời gian vừa qua thì số lượng các cái chung cư bán nó cũng không quá nhiều, thế thành ra nó cũng không tăng quá mạnh đó. Thì đấy là về ngành bán này. Thì tăng trưởng thì so với cùng kỳ 2021 thì chúng tôi cho rằng là tăng trưởng rất mạnh. Nó phải 30%. Thì cá biệt có những doanh nghiệp tăng trưởng lên đến 200%. Thậm chí cao hơn. Trong 6 tháng cuối năm. Bởi vì năm ngoái họ ví dụ họ đuối quá chẳng hạn thì năm nay họ tăng trưởng rất mạnh. Đấy. Còn nếu mà so với mức trung bình, so với mức trước dịch thì họ vẫn có tăng trưởng. Nhờ cái sức mua của chúng ta cũng vẫn đang tăng. Chứ không hề giảm. Nếu anh chị có thể theo dõi về cái kinh tế vĩ mô thì anh chị theo dõi về tổng cục thống kê, họ thống kê thì về doanh số bán lẻ về mọi thứ thì anh chị theo dõi sẽ thấy được rất rõ cái điều này. Thế thành ra ngành bán lẻ là sẽ có một cái sự trở lại gọi phải nói là mạnh mẽ cuối năm nay, và cái này nó không phải là nhất thời đâu, là khi năm nay tốt thì nó lại tạo nền tảng cho các năm sau thì bán lẻ lại vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Và anh chị thấy rằng là ví dụ như các cái chuỗi họ thi nhau mở chuỗi thuốc chẳng hạn, đúng không ạ? FPT thì mở rất mạnh lên đến 700-800 đúng không? Pharma City họ hơn 1.000, An Khang thì mục tiêu lên 5-600-700 đúng không? 6-700-800 cuối năm. Rồi là Masan thì cũng tham gia vào mở tiệm thuốc,
vân vân, đúng không ạ?